Nguyễn Văn Đức thích dòng sản phẩm là làm da trắng sứ của Murad, bởi vì cái dòng sản phẩm này rất phù hợp với lại da của người Việt Nam, với thời tiết khí hậu nắng gắt và oi bức. Khi mình thoa cái sản phẩm này vào, nó khác những cái sản phẩm khác là nó sẽ không có gây nhờn mà nó thấm trực tiếp vào da luôn. Nó giống như là một cái làn da tự nhiên mà đẹp hơn hẳn so với bình thường. Thì sau khi mà mình sử dụng một tuần lễ thì Nguyễn Văn cảm giác như là cái tông da của mình nó sáng hơn và nó đẹp hơn. Nguyễn Văn biết đến sản phẩm Murad là qua một cái chương trình tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu Thành Vũ. Thì trong thời điểm đó Văn đến tham dự chương trình thì Nguyễn Văn thấy là cũng tìm hiểu về cái sản phẩm của Murad, bởi vì lúc đó da rất là xấu, đang bị kích ứng bởi vì mới vừa đi quay phim xong á, quay nắng quá nhiều, ra là Nguyễn Văn muốn tìm một sản phẩm nào phù hợp để khôi phục làn da của mình lại. Thì Nguyễn Văn tình cờ đến Murad và thử kiểm tra da và soi da để biết được những sản phẩm nào phù hợp với làn da của mình nhất. Sau khi mà da đã hoàn thiện và nó hồi phục trở lại khỏe mạnh rồi thì Nguyễn Văn tiếp tục thử sử dụng cái sản phẩm làm trắng sứ để cho da mình có thể đẹp hơn trong mắt mọi người. Thì mọi người cứ nghĩ là chắc là mỹ phẩm chỉ dành cho nam nữ giới thôi, chứ không phải dành cho nam giới. Nguyễn Văn nghĩ là cũng không hẳn, bởi vì cái bề ngoài cũng rất là quan trọng trên cái công việc của mình để tiếp xúc với khách hàng cũng như là tiếp xúc với khán giả. Thì Nguyễn Văn cảm thấy là mình tin tưởng để lựa chọn để hoàn thiện cái làn da của mình hơn.